Nói nghe này nè, hay là giờ đậu bắp nó nhớ mẹ nó quá, mình làm cái gì cho nó đỡ buồn đi, chứ giờ nít nó buồn dễ bệnh lắm. Làm cái gì? Làm gì cho nó vui á, ví dụ như là sửa phòng nè, trang trí lại phòng cho nó. Con nít mà, buồn đó là vui đó. Thì trang trí phòng lại, phòng nó giờ chả có tí thì gọi là phòng của con nít hết, làm cho nó vui. Tôi không có thời gian. Không công sức đâu, tí mà. Tí màu mè, bày vẽ vừa thôi. Làm cái gì đâu bận biểu, mệt quá à. Làm có tí bận bấm thoại đúng hơn. Nói chuyện với anh đi máu về nha. Bye. Không về vẫn để con ngủ lại. Ai thèm. Nhớ đóng cửa đó. Ê, hai cô cháu nói xấu gì tôi đó? Sao về lúc nào mà không lên tiếng gì vậy? Tôi vừa lên tiếng rồi đó. Đang nói xấu gì vậy? Tốt đẹp gì mà sợ nó xấu. Hai là siêu ngu ai là con hả? Tất nhiên rồi. Đậu bắp, hồi nãy con với lại cô Hân đang nói gì vậy? Dạ không có gì đâu cô. Suy nghĩ kỹ đi nha. Quá trời luôn nè. Hồi nãy nói cái gì? Nhất trí không nói. Đồ trang trí phòng của con nhỏ đó. Để coi. Batman nè. Ủa? Ủa thích Batman hả? Không, tôi thích cô. Con thích không? Còn chú thì chỉ thích cô. Quanh coi có thích không? Thích. Thích là những cái mà tôi dán á. Còn người đâu mà dán xấu quắc. Coi kìa. Ông dán tùm lum tè le vậy kêu đẹp hả? Cái nhìn gu, coi. Cái gu thẩm mỹ kỳ cục quá đi. Tự nhiên đá của tôi xuống. Xấu quắc đem về nhà đi mà dán. Tôi đây. Tôi dán lên ngồi. Chú Dương chỉnh cái này lại nè. Ô Duyên. Chú Dương chỉnh này lại để bên đây coi. Đẹp mà. Bắp sao vợ con? Con bị đau chỗ nào hả? Dạ không, con nhớ mẹ. Nhưng mà phòng này đẹp lắm, giống như lúc con ở với mẹ vậy. Khoan, thấy gì lạ không? Tôi không thấy gì lạ hết á. Đậu bắp nó không có hào hứng với đồ chơi mới nữa. Nó thích chơi siêu nhân, mua ba trái banh đây nó không thích là đúng rồi. Con sao vậy? Dạ con muốn gọi điện thoại cho mẹ. Ở ngoài đảo á, sóng vẫn còn đang còn nhiều lắm nên không có xài điện thoại được. Vậy làm sao con mới gọi cho mẹ được? Con nhớ mẹ. Bây giờ
không gọi điện thoại được á. Anh viết thư đi. Đậu bắp làm gì mà đã biết viết? Đậu bắp không có viết được, nhưng mà đậu bắp vẽ được đúng không? Thì hả có. Vậy ai cho cô hứa lung tung vậy hả? Cô không nhớ là mẹ của đậu bắp. Bây giờ cô hứa vậy tính sao? Thì bây giờ là giải pháp tạm thời được không? Anh cứ thử đặt mình vô tình cảnh của đậu bắp, lỡ mà cái hộp kẹo đó nó hết rồi mà nó vẫn chưa được gặp mẹ thì làm sao? Buồn không? Bây giờ phải tìm cách cho nó đỡ nhớ mẹ nó chứ. Nói tới nói lui vẫn là lừa gạt từ nhỏ. Vậy anh không lừa nó chắc. Anh có giỏi thì anh đi nói thiệt với nó đi. Cô muốn làm gì thì làm, đừng có lôi tôi vào. Anh phải tham gia. Tại vì giờ anh là bạn thân của Nguyệt, tôi thì đâu biết gì về cổ đâu mà tôi biết. Cô đừng tí quyết định như vậy, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nguyệt mà nghe được câu này chắc là buồn lắm đó. Tôi cái hay qua chừng nào mới được viết thư đi mẹ. Bây giờ mình viết nha. Con cũng yêu quý chú. Chú chỉ hơi hơi yêu quý con. Ê, nhóc ngủ rồi đó. Anh làm nhiệm vụ của mình đi. Đi làm chưa đủ mệt hay sao? Nè. Cái gì đây? Coi đi. Tô Ngộ Không, Sa Tăng, Bắt Giới, Hồng Hài Nhi, Siêu Nhân Cá Heo. À, không thấy nó vẽ mấy anh hả? Nè anh Quân nè. Được rồi. Nó vẽ cuộc sống hiện tại của nó. Với lại ba đứa tụi tôi, không cần cô phải chỉ. Ừ. Anh có thấy nó vẽ anh dữ nhất không? Mà còn xấu. À không có xấu, ý là dữ á, anh thấy không? Tại vì nó sợ anh nhất á. Cô không nghe hồi nãy nó nói là nó yêu quý tôi hả? Với lại á, xâm xê thiên nhiên ánh nắng mặt trời các kiểu. Thì mấy cái khoảng trống đây thì vẽ cây cối là đúng rồi. Chú, anh không thấy là đó là ước mơ được đi hòa mình vào thiên nhiên rồi dã ngoại đi chơi với các chú này nọ cái kia hả? Tào lao, lớn như tôi đây còn thèm được đi chơi huống hồ nó. Nói quệ vốn. Anh nói cũng đúng. Thằng nhỏ cũng đâu có được đi đâu đâu. Ê, không có kiểu nói chuyện gài kiểu đó nha. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi đó. Anh viết thư đi. Kệ tôi. Đi chà toilet đi. Đi chà toilet. Chà vô cái mặt anh á. Chả treo. Tôi trừ lương cô ấy nha. Ê đậu bắp. Khỏe không? Mẹ trên đảo này vẫn khỏe. Mỗi ngày chơi với mấy đứa con nít ở đây vui lắm. Cấm khóc nha. Mẹ không thích nói nhiều. Vậy thôi. Bye. Nè. Không có người mẹ nào mà viết thư cho con mình như vậy hết. Coi lại đi, không có được. Đây. Đậu bắp. Con ở với ba chú ngoan nghe. Mẹ thấy hình con dễ rồi. Dễ thương lắm. Người mặc áo cá heo là ai vậy con? Bạn của ba chú hả? Mẹ nhớ con trai của mẹ nhiều lắm. Mỗi ngày mẹ đều khám phá hòn đảo và dạy học cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Sau này đậu bắp lớn, mẹ sẽ dẫn con ra đảo. Có chịu không? Mẹ nhớ đậu bắp lắm.
mẹ gửi cho con trai mẹ một cái ôm khổng lồ. Khổng lồ, khổng lồ luôn đó nha. Chỉ có vậy thôi hả? Dài dòng lòng thòng vậy thôi chứ còn muốn cái gì nữa. Tôi thấy cũng được rồi đó. Nhưng mà nè, anh có chắc là giọng văn của Nguyệt không vậy? Hồi đó Nguyệt dữ dằn lắm. Bây giờ có con rồi thì nhẹ nhàng lại một tí xíu. Chứ hồi xưa mỗi lần mà Nguyệt nói cái gì á, lúc nào cũng nhấn mạnh 2-3 lần. Ê, mà giờ vậy nè, anh chụp cái này lại xong rồi gửi cho Khải đúng không? Coi coi có đúng không? Không cần đâu, chắc chắn luôn á. Chụp. Phiền phức quá. Chụp. Ê, hai đứa tụi bay coi lại thư tao giả làm Nguyệt á, gửi cho Đậu Bắp. Coi có giống Nguyệt không? Con có trả lời chưa? Chưa, trả lời tin nhắn thì nó đã báo. Lẹ đi. Chắc thằng Quân đang lo cãi nhau với vợ rồi. Để tôi gọi trực tiếp cho thằng Khải luôn. Mày đã đọc thư chưa? Ừ, tao đọc rồi. Giọng điệu cũng được. Thật sự chứ tao cũng không biết Nguyệt là mẹ là sao nữa. À, một cuối thư á, mày viết tình cảm lên coi. Kiểu như là các con ở với chú ngoan nhé, yêu con, thương con nhất trên đời. Đó, kiểu như thế. Viết tình cảm vào. Nghe chưa? Phải vậy á, phải tình cảm dạt dào vô. Bữa sau á, đi qua nhờ nó viết. Sau này Đậu Bắp lớn, mẹ sẽ dẫn con ra đảo chơi có chịu không? Mẹ nhớ Đậu Bắp nhiều lắm. Mẹ gửi con trai của mẹ một cái ôm khủng lồ luôn. Sau này mình sẽ nói chuyện qua thư thường xuyên. Mẹ thương Đậu Bắp nhất trên đời. Mẹ Nguyệt của Đậu Bắp. Mẹ thương Đậu Bắp nhất trên đời. Mẹ Nguyệt của Đậu Bắp. Đậu Bắp cũng thương mẹ nhất trên đời. Chú lặp lại cho nghe thêm một lần nữa chú. Nãy giờ chú Dương đọc cho con nghe hơn 200 lần rồi. Con cho chú nghỉ ngơi, sẽ hơi uống miếng nước nha. Dạ. Chú ơi, quà của mẹ đẹp quá à. Mẹ ở trên đảo mới có hả chú Dương? À, ở trên đảo mới có. Tên Ê nè, con làm gì vậy? Biển đảo. Biển đảo quê hương. Con ốc là quá biển đảo luôn còn gì nữa. Đi ra ngoài. Hợp lý rồi. Đi ra ngoài. Tại sao mẹ ở với các bạn nhỏ nhỏ hồi đó mà tại sao không ở con? À, là vì con có mấy cô chú yêu thương chăm sóc rồi. Còn mấy bạn nhỏ ở ngoài đảo á, không có ai hết. Nên mẹ phải ở ngoài đó để giúp đỡ các bạn. Lúc nào xong việc á, mẹ sẽ về với Đậu Ấp chịu không? Dạ, chị cũng sẽ đợi mẹ với con. Thank you.